Tiếp theo thì em sẽ trên tay với các bác một chiếc đến từ đại diện của Nhật Bản đó là chiếc Seiko Preset Sharp S Kabuki SRVK063 Cách đây vài tháng, uh, 6-7 tháng bên em có về được một chiếc SRVK063 và uh, Review cùng với lại các bác hôm nay thì em về uh, được một chiếc Dòng này thì khá là hiếm và hiện tại em về đây là full box có một chiếc thôi nhé Mỗi một cái thôi lại sót được một cái SRVK063 Đó, một chiếc rất đẹp Chiếc này thì Nó sử dụng một cái hộp Rất là xịn sò nhé Một cái hộp đặc trưng của dòng Của thiết kế Nhật đó là màu vàng Màu vàng kết hợp với màu đen đơn giản con này nó là bản giới hạn 2.000 chiếc trên toàn thế giới trong khoảng có 300 chiếc cho thị trường nội địa Nhật có tên là SRV-063 còn 1.700 chiếc cho thị trường thế giới và đây là một trong 300 chiếc ở thị trường nội địa Nhật ra đời vào tháng 11 năm 2022 với mức giá niêm yết của hãng là nó rơi vào khoảng 137.500 yên các bác chào em thích. Con này thì nó có cái màu rất là đẹp Em sẽ lên code cho nó một chút Màu hồ phách rất là đẹp nhé Con này thì cái size của nó là Size 40 Size 40 tròn luôn Độ dày ở đây là 12,6mm Lắc tu lắc là 46,9mm Dây là 20 Dây ra 20 và dưới này là 18 Trọng lượng của nó khoảng 94 g Với size 40 này nó phù hợp với lại cổ tay tầm 15.5 trở lên Thì đeo dòng này là phù hợp nhất Đây là phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ kịch Kabuki của Nhật Một cái loại hình nghệ thuật uh, truyền thống Kịch Kabuki Kịch Kabuki thì chúng ta có thể liên tưởng đến Cải Lương của Việt Nam ấy. Cũng giống như vậy và nó là một cái loại hình truyền thống từ ngày xưa Seiko họ cho ra mắt cái này là bày tỏ cái lòng kính trọng đối với lại sự trường tồn lâu đời của cái loại hình nghệ thuật kịch truyền thống Kabuki của Nhật. Những chiếc đồng hồ này thì được thiết kế với sự hợp tác của Ichikawa Danjuro, một trong số những diễn viên Kabuki nổi tiếng ở Nhật Bản các bác nhé. Và cái màu đỏ này nó được, nó là chính là cái màu truyền thống của kịch Kabuki truyền thống của Nhật. Nó chính là cái màu trang phục truyền thống của kabuki. Nó gọi là kaki iro. Bên cạnh đấy thì ở trên mặt số của chiếc này nó sử dụng cái họa tiết vân lá gai. Đây hoa vân lá gai. Vân này gọi là vân Asanoha. Vân Asanoha này thì trên các cái loại quần áo trang phục kabuki của Nhật cũng như là trên thiết kế trang phục thời trang của Nhật thì hay có cái họa tiết kakiro này nó rất được ưa chuộng trên thiết kế và thời trang của Nhật từ thời xưa và chúng ta sẽ thấy là thiết kế của nó rất đẹp với cái sự hòa trộn giữa màu hổ phách và các cái kim cọc màu đực mạ màu, màu vàng và chúng ta sẽ thấy góc 12 giờ có Seiko logo của Seiko preset automatic với lịch ngày ở góc à, lịch thứ ở góc 3 giờ lịch ngày góc 6 giờ kim hiển thị năng lượng góc 9 giờ và trên kim giờ kim phút có dạ quang nhé mặt kính sapphire nguyên khối còn máy thì con này nó sử dụng bộ máy là 6R21 đây 6R21 6R21 thì về thiết kế nó sẽ phức tạp hơn so với lại cái dòng đơn giản 6R35 nếu mà các bác thích thiết kế nó cũng kiểu như thế này nhưng mà nó đơn giản hơn thì có thể quan tâm đến mẫu SPB331 SPB331 nhé SPV331 thì nó sẽ sử dụng caliber 6R35 thì nó sẽ đơn giản hơn 3 kim một lịch còn cái dòng 6R21 này thì nó sẽ có nhiều chức năng lịch ngày lịch thứ rồi kim hiển thị năng lượng với 29 chân kính 28.800 tần số dao động và 45 giờ tích cốt và bộ máy này thì có đầy đủ các chức năng phụ lên cót bằng tay và dừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ đây dừng kim dây này rồi là lên cót bằng tay này đầy đủ các chức năng phụ. Sai số của con này nó rơi vào khoảng uh, cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày đây. Thân vỏ thì sử dụng titanium và nó được mạ màu đen. Xin lỗi các bác không phải titanium mà nó là thân thép không dỉ nhé. Stainless steel, thép không dỉ. Made in Japan, Seiko, chống nước 100 mét nước, kính sapphire. Con này là 125 trên 2000 à, 125 trên 300 chiếc ở Nhật Dây thì sử dụng loại dây Codovan Dây da ngựa nhé Và sử dụng một cái khóa bướm chống cãy dây Bướm trên cổ tay 16.5 Thì nó sẽ thế này Sai mặt đường kính là size 40 Dày 12.2 Lắc tu lắc này là 47.4 Cổ tay em là lắc 56 Cho nên nó hoàn toàn phù hợp Đây các bác có thể tham khảo về trên cổ tay 16.5. Trước này Seiko niêm yết với mức giá là 25 triệu chưa thuế phí ship về Việt Nam thì hiện tại em săn sale cuối năm được một con giá 17 triệu 900 à, sale cuối năm thì anh em quan tâm mẫu này có thể liên hệ bên em theo thông tin địa chỉ phía dưới video tiếp theo thì em sẽ